Ok, chào mừng tất cả quý vị, cô chú, chị và các bạn đã và đang cùng trở lại với kênh YouTube Minh Nam Vlog kiếm tiền online để cập nhật các dự án kiếm tiền mới nhất từ Minh Nam. Đấy, như các bạn đã biết là kênh YouTube của Minh Nam rằng là mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn những cái lĩnh vực tổng hợp. Nhưng mà đa số là mình sẽ nhắm vào cái lĩnh vực là rút Nga kiếm tiền rút repair thì các bạn này ạ. Payer, payer, payer và payer, đấy rất nhiều payer. Có bạn nào chưa biết payer là gì thì các bạn hãy xem ngay cái video của mình cách tạo ví mình chia sẻ với các bạn một tháng trước. Đấy. Và do là kênh YouTube của mình mới, kênh YouTube của mình ít người đăng ký cho nên cái lượt xem rất là ít. Đấy. Nhưng mà theo mình thì đây là cũng là một con số khá là ấn tượng rồi. Một ngày cứ cho là khoảng 30 lượt xem. Đấy, 30 lượt xem ít nhưng mà chất lượng. Các bạn hiểu chưa ạ? Ít nhưng mà chất lượng còn hơn là xem ào ào ào. Bây giờ ví dụ như là các bạn những cái kênh YouTube khác người ta chia sẻ kiếm tiền đúng không? Kể cả người ta có 100.000 người đăng ký nhưng mà thực chất là người ta đăng video lên có liệu có 100.000 người xem hay không? Hay là chỉ có 1, 2 hoặc 3, thậm chí là căng nhất là khoảng 20.000 lượt xem. Trung bình đều đều là như vậy. Đó. Nhưng mà đây là Minh Nam chia sẻ các bạn, Minh Nam cần cái chất lượng để cho các bạn kiếm được tiền chứ không phải là xem oạt xong rồi chúng ta lại kết hợp với cái việc chúng ta kiếm mà chúng ta lười chúng ta không kiếm ra tiền được đâu. Đấy. Ví dụ như là điển hình như là cái video Minh Nam chia sẻ các bạn ngày hôm qua, web đăng ký tặng 20k là có thật nhá, là có thật. Và 50k này rút tiền được hoàn toàn là có thật. Nhưng mà Minh Nam lại gặp phải cái trường hợp như này. Đây. Con web gecare.live mà Minh Nam chia sẻ với các bạn ngày hôm qua. Đó. Khi đăng ký thì các bạn sẽ nhận được là một cái máy đào 20k, 250k. Và sau 10 giờ các bạn rút được là 20% về. Đấy. Và cái số tiền lĩnh được lợi nhuận sinh ra bạn có thể lập tức rút tiền về tài khoản ngân hàng. Đó. Hôm nay là ngày 18/9/2022, tức là ngày chủ nhật. Và ngày hôm nay các bạn tham gia thì các bạn chỉ để dành ngày mai các bạn rút tiền. Đấy chứ các bạn không thể nào rút ngày hôm nay được bởi vì thứ bảy chủ nhật là nó sẽ không xử lý cho các bạn với việc rút tiền nhá. Đó. Ok. Thì khi đăng ký thì sau khi đăng ký thành công thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần đó là của tôi này. Các bạn thêm các tài khoản ngân hàng vào đây. Đấy, liên kết ngân hàng, tài khoản ngân hàng, các bạn thêm tài khoản ngân hàng vào. Đó, thì sau khi mà các bạn đăng ký nó sẽ có đây là phần Blend Wallet này, nó sẽ cho các bạn là 20k. Đấy, 20k. Và nó sẽ sau khi mà các bạn đã nhận thành công rồi, các bạn là phần sản phẩm của tôi này. Nó sẽ có cái máy đào này. Sau 10 tiếng sẽ chạy dây ở đây, hết 10 tiếng các bạn sẽ bấm nhận đây và nó sẽ cộng cho bạn 50k nữa vào trong phần Blend Wallet này để các bạn hoàn toàn thể rút tiền ra các bạn nhé. Đấy, hoàn toàn các bạn có thể rút tiền ra. Cái phần hoạt động thưởng đây này, thành viên mới tặng 20.000, thành viên mới được tặng một ngày, tặng máy một ngày có thể nhận 50k được chưa ạ? Lần đầu nạp sẽ được tặng 30k, không cần biết các bạn nạp bao nhiêu tiền. Các bạn cứ phát sinh đầu nạp lần web nó tặng các bạn thêm 30k, hoàn toàn đi rút về luôn. Min rút của trang web này sẽ là 55.000 thì phải. Đấy, theo như là một số người người ta báo như thế. Đó. Còn bây giờ Minh Nam sẽ lại nhắc đến phần vấn đề của Minh Nam rằng là tại sao mình bấm rút tiền này, bấm nhật ký này. Và các bạn thấy hiện tại này mình báo này cảnh báo nhắc nhở đề phòng trường hợp ác ý, vui lòng truy cập liên kết sau để nhóm khách hàng và liên hệ với khách hàng quản lý để mở quyền rút tiền cho bạn. Cảm ơn bạn đã hợp tác. Thì đây, Minh Nam đã tham gia vào cái nhóm của nó đây. Cái nhóm của nó thì cái nhóm là theo đường link tên. Đó, theo cái đường link này thì các bạn thấy này, đã có những người người ta rút tiền thành công nhá, đây này, rút 66,5k về thành công. Đấy, chứng tỏ là gì? Đó là con web này rút tiền hoàn toàn là bình thường. Nhưng mà các bạn lưu ý giúp Minh Nam một chút rằng là các bạn nhớ này, các bạn không nên đăng nhập ở trên nhiều thiết bị nhá. Ví dụ như là các bạn đã đăng nhập bằng điện thoại rồi, các bạn đừng đăng nhập trên máy tính nữa như Minh Nam. Đấy, bây giờ Minh Nam còn phải đi nhắn tin với admin của nó để có thể rút tiền về. Đó, còn bây giờ các bạn vào phần nhật ký này. Đây nó sẽ hiện luôn cái phần này. Các bạn phải vào theo đường link này và các bạn nhắn trên nhóm. Đấy, nó sẽ báo là xử lý. Đó. Còn các bạn lưu ý giúp Minh Nam rằng là thứ bảy và chủ nhật thì trang web nó xử lý rất là lâu. Đấy, các bạn không nên rút tiền bằng thứ bảy và chủ nhật nhé. Đó. Đây này, nó chỉ báo này. Quy định của ghe này, mỗi người được đăng ký một tài khoản, nghiêm cấm một người mà tạo nhiều tài khoản. Đấy, tức là nó không cho tạo nhiều tài khoản đâu nhé. Đấy, ok. Rồi. Đó. Thì bây giờ các bạn phải để ý rằng là các bạn tham gia vào đây rồi thì các bạn rút tiền hoàn toàn ok với điều kiện là các bạn chỉ sử dụng một địa chỉ mạng, tức là bạn đăng nhập bằng wifi thì bạn không nên đăng nhập bằng 3G nữa, mà các bạn đã đăng nhập bằng điện thoại này các bạn không nên đăng nhập bằng điện thoại khác nữa, chỉ đăng nhập bằng điện thoại thôi, một điện thoại duy nhất và một mạng duy nhất là 100% các bạn rút tiền về thành công nhá. Đó là vấn đề về cái con web là ghe này. Đấy, còn hôm nay thì Minh Nam muốn chia sẻ đến cho các bạn về một cái trang web có tên là Visitbox. Cái trang web này thực sự với các bạn rằng là nó đi cùng với cái con web mà có tên là Bidoninvert này này. Minh Nam chia sẻ con web là hoạt động 5 năm chưa scam bởi vì Minh Nam tham gia nó rất là lâu rồi. Mà đến hiện tại nó vẫn cho các bạn rút tiền quá là ok. Đấy,
rút tiền quá là ok và kiếm giúp cực kỳ là ngon, nó chỉ đổi mỗi cái tên miền thôi. Ngày xưa là visitbox.com, bây giờ là visitbox.ru. Đấy, nó thay đổi thành tên miền chuẩn Nga. Đó, nó không cho truy cập trên toàn thế giới mà nó chỉ truy cập ở một số nước lân cận như là Nga hoặc là một số nước mà cho thuộc vùng mà nó có tên miền nó phủ sóng rồi nhá. Đấy. Ok. Thì bây giờ Minh Nam sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu cách đăng ký ở trên trang web này. Đấy, bây giờ mình sẽ bấm lối ra này. Rồi, giới thiệu qua các bạn rằng là con web của chúng ta nó đang có là 358.004 người đã tham gia và 3, cứ cho là xấp xỉ 3,8 triệu giúp được trả ở đây. Đấy, con web này là web kiếm tiền và rút chuẩn Nga nhá. Đây này, thì để mà tạo tài khoản các bạn bấm phần sự đăng ký cho mình, sự đăng ký và các bạn bấm đăng nhập, nhập tiền nhập vào đây, nhập địa chỉ email, nhập mật khẩu và ID giới thiệu này thì chắc chắn các bạn đăng ký đường link của mình nào, các bạn sẽ có phần mã giới thiệu này rồi. Và các bạn nhớ nhập đúng cái ký tự, ví dụ đây là 67734, các bạn nhập vào đây. Sau đó bấm tôi chấp nhận với các điều khoản thỏa thuận người dùng, sau đó bạn bấm vào đăng ký. Đấy. Và bây giờ Minh Nam có tài khoản rồi, Minh Nam sẽ bấm vào cổng vào 53835. Đó, các bạn bấm để vào nhé. Đó. Ok chưa ạ? Ok luôn này. Đấy, thì khi mà các bạn tạo tài khoản thành công thì nó sẽ có một cái giao diện như này. Cái giao diện của Minh Nam do là thiết bị của Minh Nam, cái điện thoại và cái máy tính của mình ấy, nó đang đăng nhập song song với nhau. Cho nên là khi mà chúng ta truy cập vào trang web thì nó hơi bị giật lag một chút. Đấy, giật lag một chút. Đây, Minh Nam phải chờ nó hết cái quá trình giật lag đi nhá. Minh Nam mới tiếp tục video cho các bạn được. Rồi ok, thì tiếp tục với video. Thì bây giờ các bạn thấy này, là web đã ổn định rồi nhá. Đây, các bạn để thấy rằng là khi truy cập các bạn thì có một cái giao diện này và các bạn sẽ có là không VS và không tiền ở đây. Và cái trang web này nó có một cái đặc điểm là khi các bạn kiếm được tiền ấy thì nó sẽ không quy cho các bạn thành rúp mà nó lại quy các bạn thành VS, và từ cái VS này các bạn mới có thể đổi được thành rúp và để các bạn rút về. Đấy, ví dụ đây là Minh Nam đang có là 2 rúp này, đây này, 2,96 rúp. Đó, mình dịch tiếng Việt nhá thì nó sẽ báo là như này. Đấy, còn bây giờ công việc của các bạn làm trên trang web thì các bạn sẽ làm những gì? Thì bây giờ các bạn sẽ vào với mình cái phần là duyệt trang web này, duyệt trang web. Đấy, nó sẽ có các cái trang web để cho các bạn xem. Bây giờ ví dụ các bạn click vào một trang web này, các bạn bấm vào phần đây, bấm vào đây. Đấy, nó sẽ tự động là nhảy như thế này. Mình tắt cái này đi. Đó, mình mở rộng cái này ra cho các bạn xem nhá. Đây này. Đấy, các bạn có thể thấy rằng là khi các bạn bấm sang một cái trang web mới thì cái trang web cũ nó sẽ có một cái phần chạy dây ở đây, 321 này. Các bạn chờ nó chạy đến khi nào xong như này. Đấy, bây giờ các bạn qua để xác minh, các bạn nhớ là phải dịch tiếng Việt nhá. Các bạn dùng Chrome hay là cốc cốc các bạn phải dịch tiếng Việt trước. Đây này, ví dụ chọn hình ảnh trong đó có ô tô thì mất tất nhiên là chọn cái này rồi. Đấy, xem thành công thì nó sẽ báo như này. Bây giờ các bạn bấm vào đây. Đấy, các bạn thấy nó đang có là 23 VS. Đấy, 23 VS, và các bạn cứ nhập như thế này. Đó, con web có đặc điểm là như vậy, bởi vì là khi mà các bạn tham gia và kiếm tiền với nó thì các bạn, nó chỉ cho các bạn kiếm VS, và từ cái VS này các bạn mới có thể là quy sang group được, chứ nó không kiếm thẳng group như là những con web khác mà kiếm thẳng để các bạn rút về. Và Minh Nam lưu ý với các bạn luôn rằng là khi mà các bạn VS này nó cho bạn kiếm VS nhá, cái đồng VS này thì nó không phải là nó mặc định như vậy. Chiếc ghế này, chọn đúng chiếc ghế nhá. Minh Nam thì phân tích các bạn một chút này, là khi các bạn kiếm VS đây. Đấy, tức là cái tỷ lệ VS này ấy, thì sẽ đây, để mà trao đổi từ cái VS này sang thành cái đồng đô này để các bạn rút thì bạn bấm cho mình ở phần cái búa này. Đấy, bấm vào cái búa. Đó, hoặc là các bạn bấm phần trao đổi VS cũng như vậy. Đấy, trao đổi VS thì bạn sang phần bán VS cho mình nhá. Bây giờ ví dụ này, ví dụ Minh Nam cần bán khoảng 24 VS. Đấy, 24 VS. Thì cái giá tối thiểu giúp trên VS ở đây, trao đổi đây nhá. Rồi ok, bảng điều khiển này mình hơi bị nhầm một chút. Đây, mình sang cái phần búa này, mình bán VS. Bán VS cái gì vậy? Ồ, 24 VS các bạn nhá. 24 VS thì mình sẽ nhận được cái gì đây? Mình phải dịch sang tiếng Việt một chút. Giá tối thiểu này, số tiền tối đa này, bán mọi thứ này. À, ok ok các bạn nhá. Đó, 1K VS. Đấy, 1K VS thì phải là 30 giúp. Còn khi mà các bạn bán 24 VS này, các bạn đổi sang thành rúp được nhá.
giúp này. Đây, 24 này thì mình sẽ bán được bao nhiêu? Bây giờ mình thử bán 24 VS này xem được bao nhiêu giúp nhá. Đấy, 24 VS này. Mình đã bán 24 VS này với được giá là 0,72 giúp. Đấy, 72 giúp. Thì đây nó đã tìm thấy này, cái đơn này. Nó là 30 giúp thì bằng trên 1k VS cơ, không phải là VS0 nhá, mà 1k VS đấy. Đấy thì các bạn mới bán được được 30 giúp. 1k VS tức là 1.000 cái VS đấy thì bạn mới được là 30 giúp. Đấy, ok chưa ạ? Đó. Còn đây mình đang có là 24 VS thì mình đổi là 0,72 giúp thì nó tương ứng. Cái giá này thì nó sẽ không phải là ví dụ giá tối thiểu này. Ví dụ cái giá nó tăng giảm liên tục. Đấy, ví dụ như là 1k VS thời điểm này các bạn bán thì được 30 giúp. Nhưng mà khi các bạn bán 1k VS này ở thời điểm khác có thể là xuống khoảng 25 giúp hoặc 20 giúp, 10 giúp, thậm chí nó nhảy tận 100 giúp, bởi vì cái trang web này mình đang theo dõi rất là lâu rồi, từ những ngày đầu rồi. Đấy, cái giá này thì không phải mặc định là như vậy mà nó có thể là tăng giảm theo giá thị trường. Thì mình cũng không hiểu rằng cái đồng VS này nó tính như thế nào mà nó có thể là tăng giảm liên tục giá như vậy, chứ nó không cố định như là một số trang web kiếm giúp khác các bạn nhé. Đấy, ok. Còn ngon nhất ở trang web này vẫn chỉ là kiếm giúp miễn phí, các bạn nó vẫn vào duyệt trang web này, vẫn còn 15 cái trang web nữa cần mình làm. Còn trang web của tôi, tức là trang web của tôi đây là tức là cái phần này để cho các bạn, đây nó sẽ gửi một cái email nhé, bảo mật qua cái phần từ mail của bạn đây, ví dụ ở đây Gmail của mình. Nhưng mà mình sẽ không qua bởi vì cái này cũng không cần phải tham gia làm gì các bạn nhé. Đấy. Trao đổi các chuyến thăm. Trao đổi các chuyến thăm thì cũng như vậy, thì bây giờ mình sẽ dừng video để mình lấy thử cái mã cho nó như nào nhé, chứ còn không là nó cứ lan man là các bạn khó hiểu. Rồi các bạn ạ, thì sau một quá trình mà chờ đợi thì Minh Nam chả có một cái tin nhắn nào từ cái phần là visit box nó gửi đến cho Minh Nam cả. Đây này, vào cả thư rác này, tất cả thư này. À đây rồi. Sao lại ra đây được nhỉ? 462300. Minh Nam sẽ vào lại nhé. Rồi, như vậy là Minh Nam đã nhập thành công mã. Rồi không hiểu sao lại có mã nhá. Khi mà làm video cho các bạn xem nó lại hiện mã ra cho mình. Đó. Ok chưa? Trao đổi các chuyến thăm, tức là VS động lực này, bán lệnh này, đặt hàng, các bạn có thể dùng các VS đấy. Đấy, các bạn có thể dùng các cái VS đấy để các bạn bán. Đấy, bán đây này. Tỷ lệ đây, tỷ lệ đây. Đấy. Số tiền ví dụ người ta bán, người ta không muốn trao đổi thẳng qua cái trang web này, tỷ giá của trang web thì người ta có thể là bán ở đây. Để những cái người có những người bán thì sẽ có những người mua. Ví dụ là người ta cần mua VS thì người ta lại chuyển giúp cho các bạn. Đây này. Đấy, số lượng này. Đây là người ta đang mua nhá. Mua số lượng là 3.633 với cái giá là 30 giúp đây này. 30 giúp trên một đấy. Đấy 29 này, các bạn tìm những cái nào càng thấp thì các bạn mua vào nó lại càng lãi. Đấy. Đây là các bạn phần để bán ra, à để mua. Đấy để mua. Còn phần bên này là để các bạn bán. Bán này, người ta kinh không? Người ta tính cái tỷ giá này. 32 giúp trên 1k VS chứ không phải là 30 giúp. Đấy, các bạn mua thì 30, các bạn bán thì 32. Đấy như kiểu chúng ta mua vàng bạc, với chúng ta mua vàng mua bạc với cái giá thấp, chúng ta bán giá cao là các bạn đã có lãi, đúng không nào? Đấy, đó là về phần trao đổi các chuyến thăm. Còn các trang web của tôi đây, các bạn thấy này. Ở đây nó sẽ có, ở đây là thêm trang web, thêm trang web ở đây là các bạn sẽ dùng tiền quảng cáo. Đấy, các bạn dùng các bạn nạp VS vào đây. Đấy, để các bạn có thể là đi Auto click, tức là để auto click cho người ta truy cập vào trang web các bạn để tăng tương tác. Đó. Còn tiếp theo là cái phần chương trình liên kết, mình sẽ không nói đến cái phần là tăng tương tác này nhá. Các bạn tự tìm hiểu bởi vì nó rất là dễ thôi. Trang web kiếm giúp nào cũng sẽ có cái phần để cho bạn kiếm giúp miễn phí và cái phần để cho các bạn có thể là nạp tiền vào để các bạn quảng cáo trang web các bạn trên chính cái trang web này luôn. Đấy. Còn phần chương trình liên kết này, các bạn thì bấm vào đây và các bạn copy đường link, các bạn chia sẻ bạn bè để tham gia. Đây để tham gia nhá. Đó, để tham gia này. Đấy, các bạn có thể vào đây. Đó. Ok chưa? 108 người giới thiệu này. Đấy, người ta kiếm này, 14/1 đây các bạn thấy này. Từ 14/1/2020 này, 19 này. Đấy, từ 2019 rồi đấy. Đấy nhá, từ 2019 là mình đã tham gia, bắt đầu tham gia cái trang web này, bây giờ 22 rồi. Là 3 năm rồi đúng không? 3 năm rồi. Đấy, đã 3 năm trôi qua và hơn nữa không phải nó đã ra từ 2019 mà nó ra trước đó nữa, thậm chí lên tới con số là 5 đến 6 năm. Đấy. Tổng thu nhập mình là 5.368 VS này. Bây giờ mình thử vào đây quy đổi xem là mình đã kiếm khoảng bao nhiêu nhá. 5.300 lại không đủ các bạn ạ. Đấy, tóm lại là nôm na là mình cũng kiếm được khoảng 2-300 giúp ở đây rồi. 2-300 giúp ở đây rồi. Từ cái việc giới thiệu bạn bè nhá. Đấy, còn tài chính này. Tài chính ở đây tức là số dư của mình đây. Bổ sung cân bằng đấy, các bạn thể nạp tiền qua Payeer. Nó chỉ hỗ trợ nạp tiền. Còn bên này chính là cái mục rút tiền nhá. Rút tiền ở đây này.
Việc rút tiền được thực hiện thông qua hệ thống Payeer. Số tiền rút tối thiểu là 1 rúp. Đấy. Thì đây là Minh Nam đang có 3 rúp rồi, Minh Nam có thể rút luôn được nhưng mà mình sẽ để nhiều nhiều một chút nhá. Tối thiểu là cứ khoảng 10 rúp ở một trang web là các bạn rút là ok nhất. Đấy. Bởi vì đô mà chuyển sang rúp bây giờ cũng chỉ có khoảng năm mấy rúp là các bạn được 1 đô rồi. Nên là các bạn cứ kiếm tiền miễn phí là các bạn muốn có đô thì các bạn kiếm, ok. Còn phần cài đặt này, cài đặt ở đây chính là các bạn thể thêm vào cái phần cài đặt địa chỉ ví nhá, địa chỉ ví Payeer các bạn ở đây. Đấy, các bạn nhập địa chỉ ví Payeer vào. Đó, và các bạn bấm tiết kiệm. Các bạn bấm tiết kiệm. Thì khi mà các bạn đăng ký thì chắc chắn nó sẽ có thêm cái phần như là để cho các bạn nhập cái mã bảo mật. Đấy, cái mã bảo mật các bạn nhận bảo mật thông tin qua Gmail thì các bạn nhập vào đó nhá. Đó, ok. Thì trong trang web này thì Minh Nam chia sẻ các bạn một trang web lâu đời nữa có tên là Visitbox. Đấy. Các bạn thực sự bây giờ Minh Nam mà không chia sẻ các bạn đường link, các bạn không bao giờ các bạn biết được cái trang web này nó tên miền như nào để các bạn truy cập vào đâu. Đấy, các bạn nhập Visitbox như này, các bạn nhập vào tên miền, các bạn kể cả Minh Nam đọc là visitbox.ru. Nhưng mà các bạn nhập vào còn lâu các bạn mới có thể là truy cập. Đấy, trừ khi các Minh Nam đưa cho các bạn đường link. Bởi vì hiện tại không có một idol nào hay là YouTuber nào chia sẻ các bạn về trang web này nữa. Đấy, bởi vì giúp bây giờ người ta cũng chán làm rồi, nhưng mà Minh Nam vẫn tiếp tục khơi dậy cái mảng kiếm giúp này để cho các bạn cùng kiếm tiền. Bởi vì nó miễn phí. Chúng ta kiếm miễn phí, chúng ta chả phải bỏ phí gì như là những trang web như là đầu tư này, nạp tiền này, hay là mấy con web như là mấy YouTuber người ta chia sẻ các bạn nạp vào để kiếm tiền lợi nhuận, đặt đơn ảo các thứ, like TikTok vân vân. Đấy, các bạn nên suy nghĩ lại. Chúng ta đang kiếm miễn phí, mà đã kiếm miễn phí chúng ta không thể đòi hỏi là nó nhiều. Kiếm vài trăm nghìn một ngày như là kiểu chúng ta đi tạo các tài khoản ngân hàng, người ta lấy cái tiền thưởng nó được. Đấy, chúng ta đây chúng ta đang kiếm rúp. Bởi vì rúp là rất dễ. Kể cả các bạn bây giờ các bạn có mất 1.000 giúp chăng nữa, các bạn mất chưa đến 200.000, thực sự với các bạn như vậy. Đấy. Nhưng mà con số lên tới hàng nghìn giúp nhá. Đó, các bạn thấy cái giá trị của Nga là nó mất giá với cái tiền Việt Nam là như vậy. Đấy, ok. Rồi, thì cụ thể ở trong trang web này thì Minh Nam chỉ hướng dẫn các bạn cách thức để các bạn vào cái phần là duyệt trang web là đầu tiên, bởi vì trang web này chỉ cách kiếm tiền miễn phí đó là duyệt trang web thôi. Đấy, duyệt trang web thôi. Đây, các bạn bấm vào, sau đó các bạn chờ nó khoảng 15 giây, sau đó bạn xác nhận một cái hình ảnh, ví dụ ô tô, xe máy, con bò, con cừu, con nai vân vân. Đấy là được nhá. Rồi. Ok. Thì bây giờ Minh Nam xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một đợt like và đừng quên bấm đăng ký kênh Minh Nam Vlog kiếm tiền like để cập nhật các dự án mới nhất các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo.